Shop linh kiện laptop tin cậy 100 xin chào các bạn. Thì với video lần này thì shop linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ làm một video để so sánh cho các bạn thấy được cái tốc độ của một con máy sử dụng ổ cứng HDD truyền thống và tốc độ của một con máy là sử dụng ổ SSD Gen Gel 128GB của FPT phân phối các bạn nhé. Thì cái video này mình cùng thực hiện trên một con laptop Dell, dòng Dell Latitude E5440. Con này có cấu hình là Core i3-4030 1.9GHz, RAM 4GB. Và ổ cứng thì mỗi một con máy sẽ dùng một cái ổ cứng riêng biệt để chúng ta tiện so sánh nhé. Một con thì dùng ổ 500GB thể cơ truyền thống, và một con là dùng SSD Gen Gel của FPT phân phối là 128GB các bạn nhé. Đây các bạn ơi, mình bắt đầu mình khởi động máy nhé. Thì đây bên này đang sử dụng ổ SSD 128 thương hiệu Gen Gel của FPT. Còn đây là ổ máy chạy ổ 500GB HDD thường các bạn nhé. Rồi, như vậy khoảng tầm hơn 30 giây một chút là ổ SSD đã vào được hệ điều hành rồi. Còn ông HDD thì ông đang còn xoay xoay. Ổ HDD vẫn chưa vào được các bạn này. Như vậy từ lúc mình bật máy cho đến lúc mà chúng ta chờ để làm việc ấy, thì là ổ HDD vẫn đang còn xoay khá là lâu. Rồi bây giờ thì ổ HDD bắt đầu mới vào được Windows và đang còn nạp một số các chương trình. Các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là các bạn chú ý trên màn hình là mình có sử dụng cái phần mềm đo tốc độ đọc và ghi đối với lại ổ Gel, ổ Gen 128GB được phân phối bởi FPT các bạn nhé. Với cái tốc độ ghi, các bạn nhìn này, đây là ghi, đây là đọc, đọc này và là ghi. Tốc độ đọc rất là tốt, tốc độ ghi cũng rất là tốt. Cụ thể hơn là đọc là 527,61 đây các bạn nhé, megabyte trên giây, và tốc độ ghi là 479,8 megabyte trên giây. Tuyệt vời không các bạn? Cái này nó cũng ngang ngửa với những cái ổ như là Kingston, ngang ngửa với Western, Hikvision, và thậm chí là có thể ngang xem với ổ SSD Samsung các bạn nhé. Cái thông số của nó đưa ra rất là tốt, thì các bạn copy paste dữ liệu thì tuyệt vời rồi. Đầu tiên là mình sẽ copy cái file video có dung lượng là 921MB thông qua một cái USB cắm vào cổng USB của laptop với máy đang sử dụng là ổ SSD Gel Gen 128GB các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ copy từ USB vào máy, và sau đó là mình sẽ bấm cái thời gian là với 921MB này thì cái thời gian mà nó sẽ là copy nó mất bao nhiêu lâu các bạn nhá. Đây mình sẽ bắt đầu copy và mình sẽ bấm các bạn nhá. Các bạn có nhìn thấy cái tốc độ mà copy từ USB vào SSD ấy, nó đang hiện lên speed là 22 megabyte trên giây chứ các bạn nhé. Đây là đang copy qua cái USB mà vào trực tiếp ổ SSD Gen 128GB của FPT phân phối.
Như vậy với mua file 1GB sẽ cho 41 giây các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ copy một cái file video 921MB, tức là gần 1GB, từ phân vùng ổ D sang phân vùng ổ C, tức trên cùng một ổ SSD Xander của FPT 128GB các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ bấm thời gian để xem cái thời gian nó copy 1GB này có lâu không này. Là chúng ta ui da, mình bấm hơi lệch một chút, nhưng mà các bạn nhìn đấy, cái thời gian nó chưa tới 6 giây các bạn nhé. Với 1GB dữ liệu mà copy từ phân vùng D sang phân vùng C trên cùng một ổ SSD sẽ cho cái thời gian như các bạn vừa thấy rất nhanh. Các bạn ơi, tiếp theo là bây giờ mình sẽ copy một cái file dữ liệu. Nó là cái file video nặng là 921MB, tức là gần 1GB nhá. Mình copy từ USB, cắm qua cổng USB và copy sang ổ D, phân vùng ổ của ổ 500GB nhá. Và bây giờ mình thử paste xem cái thời gian của nó là bao nhiêu lâu các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện bấm thời gian để các bạn tiện theo dõi và so sánh với lại cái ổ SSD 128GB của Xander, Gelter của FPT phân phối các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ paste và ấn này, paste. Như vậy là cái về cái tốc độ mà copy từ USB vào trong phân vùng ổ D trong ổ cứng 500GB ấy, thì cái tốc độ của nó là 21 MB/s các bạn nhé. Và thời gian của nó sau khi copy xong cái file dữ liệu này thì mình sẽ chuẩn bị bấm tạm dừng để xem là tổng thời gian là bao nhiêu lâu. Bây giờ là 16:19. Rồi, như vậy là khoảng thời gian của nó là 50,22 giây. Thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp một cái thí nghiệm nữa, là chúng ta sẽ copy chính cái file này, chính cái file này, và chúng ta copy lên một cái phân vùng vẫn nằm trên cái ổ 500GB này. Nó là phân vùng ổ E các bạn nhé. Là các chúng ta paste này. Bây giờ mình sẽ paste và chúng ta so sánh với lại cái ổ SSD kia các bạn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bấm thời gian và chúng ta thử xem các bạn nhá. Như vậy là chúng ta copy trên cùng một phân vùng, chúng ta thấy là đang thể hiện được cái tốc độ là 20 19 m, tùy, nó cũng tùy đấy, lúc 6 lúc 4. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ có một cái kết luận khá là hợp lý, khá là thích đây. Đó là cái sự khác nhau giữa cái việc copy từ phân vùng này sang phân vùng kia trên cùng một cái ổ, thì với ổ SSD thì vừa rồi làm thì nó ra là có vài giây thôi. Rồi ôi, trên 1 phút rồi. Ok, các bạn ơi, là 1 phút 10 giây nhé các bạn nhé. Như vậy là có một cái file có dung lượng là gần 1GB từ phân vùng này sang phân vùng kia trên cùng ổ cứng 500GB, tốc độ của nó mất cái thời gian chúng ta copy là hơn 1 phút 10 giây, trong khi đó thì chúng ta copy trên cùng một cái ổ SSD 128GB Gel Center của FPT phân phối, nó chỉ cho trong vòng có 6 giây thôi các bạn ạ. Như vậy là chúng ta thấy là cái tốc độ, nếu mà làm như vậy thì trường hợp này tốc độ nó của SSD nó cho phép mình chạy nó tốc độ nó gấp gần hơn 10 lần đấy nhá, đúng không các bạn? Hơn 10 lần,
tốc độ rất là nhanh đối với lại SSD. Còn bây giờ là đối với cái phần mềm mà mình vừa cài ra để đo được cái tốc độ đọc và tốc độ ghi. Phần mềm là Kaito DeepMark các bạn nhé. Phần mềm Kaito DeepMark thì cái phần mềm này trên ổ cứng 500GB sẽ cho cái tốc độ đọc là 109 MB/s. Vừa rồi thì mình nhìn cái tốc độ đọc của cái ổ SSD Gen thở của FPT phân phối 128GB là nó là 542 MB. Như vậy là cái tốc độ này mình nhìn qua mình đã thấy là cái ổ SSD nó có tốc độ đọc như trên là gấp 5 lần, hơn 5 lần so với lại cái ổ HDD các bạn nhé. Đây là chúng ta nhìn thấy luôn. Tiếp theo là cái ổ cái tốc độ ghi thì chỗ này là có 78 MB/s thôi. Nó tốc độ ghi của nó cũng thấp hơn so với ổ SSD nhiều lần. Đấy. Như vậy là mình có thể kết luận được rằng đối với cái ổ Gelter này, hay nói khác đi là một ổ SSD, nó sẽ cho cái tốc độ nó tốt hơn trung bình từ 5 cho đến 7 lần so với lại ổ HDD truyền thống các bạn nhé. Và cái ổ SSD Gelter của FPT phân phối này, nó có chất rất là tốt, hàng chính hãng, nó tương đương với Western, Kingston hay là Hikvision. Nó cùng phân khúc và với mức tiền bình dân và chúng ta trải nghiệm rất là tốt. Mình cũng đã bán khá nhiều cái sản phẩm này và gần như cái tỷ lệ bảo hành là vô cùng thấp, là mình rất là thích. Các bạn có nhu cầu hỏi thêm thông tin về ổ Gel Gelter R3 128GB của FPT phân phối thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với lại website bàn phím laptopviet.vn các bạn nhé, hoặc là link mình đính ở phía dưới video, hoặc các bạn có thể comment hỏi thêm các thông tin ở phía dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.